Trân trọng mến chào các bạn đến với video số 5, ngày thứ 5, học 365 câu tiếng Anh cuồng nhiệt Crazy English. Hôm nay mình sẽ học từ câu 41 đến câu 50. Các bạn vui lòng xem lại các video trước. Number 41. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Mình đọc nhanh. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Câu này có nghĩa là đừng có hiểu lầm ý của tôi. Cái từ wrong trong tiếng Anh là sai lầm, là lỗi lầm. Đừng có hiểu nhầm ý của tôi. Don't get me wrong. Number 42. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Give up cái nghĩa nó là từ bỏ. Don't là đừng có. Câu này nghĩa là đừng có từ bỏ, đừng có bỏ cuộc. Don't give up. Câu này mình dùng để động viên một ai đó tiếp tục làm công việc cho đến khi thành công. Don't give up. Number 43. Don't jump to conclusions. Don't jump to conclusion. Don't jump to conclusion. Mình đọc nhanh. Don't jump to conclusion. Don't jump to conclusion. Jump to là nhảy đến. Conclusion nghĩa là cái kết luận cuối cùng. Don't là đừng có. Đừng có nhảy đến kết luận cuối cùng. Thì mình dịch là đừng có vội đưa ra kết luận. Hay là đừng đưa ra kết luận quá vội vàng. Don't jump to conclusion. Don't jump to conclusions. Number 44. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Mình đọc nhanh. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me là đừng có để cho tôi, làm cho tôi. Down, down nghĩa là giảm xuống, là thất vọng, là buồn phiền. Câu này nghĩa là đừng có làm tôi thất vọng đấy. Don't let me down. Don't let me down. Number 45. Don't make any mistakes. Don't make any mistake. Don't make any mistake. Câu này mình đọc nhanh là don't make any mistake. Don't make any mistake. Mistake nghĩa là lỗi lầm. Don't make là đừng có làm cái gì đó. Any, bất cứ cái gì. Mistake. Don't make any mistake nghĩa là đừng có mắc sai lầm đấy. Don't make any mistake. Number 46. Don't mention it. Don't mention it. Don't mention it. Mình đọc nhanh, mình có thể luyến âm là từ mention với từ it thành là mention it. Don't mention it. Don't mention it. Don't nghĩa là đừng có. Mention là đề cập. It là nó, việc đó. Đừng có đề cập đến việc đó. Trong tình huống mình sẽ dịch là không cần khách sáo. Thì cái câu này mình sử dụng trong trường hợp là ai làm một cái điều gì đó, mình làm một cái điều gì đó cho người khác mà người ta cảm thấy là người ta cảm ơn mình. Người ta sẽ nói là cảm ơn, thank you. Thì mình sẽ trả lời lại một cái câu là don't mention it, đừng có khách sáo, không cần phải cảm ơn tôi đâu. Number 47. Don't miss the boat. Don't miss the boat. Don't miss the boat. Mình đọc nhanh nè. Don't miss the boat. Don't miss the boat. Don't miss the boat. Đừng có miss là bỏ lỡ. The boat là chiếc tàu.
đừng có bỏ lỡ chiếc tàu, thì mình dịch cái nghĩa đó là đừng có bỏ lỡ cái cơ hội. Don't miss the boat. Number 48. Don't take any chances. 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 Don't take, đừng có nhận lấy any, bất cứ, chance là những cái cơ hội. Cái câu này mình dịch nghĩa là đừng có trông chờ vào may mắn, đừng có trông chờ vào cái cơ hội, mà hãy thực hiện, hãy cố gắng, hãy nỗ lực. Don't take any chances. Don't take any chances. Number 49. Don't take it for granted. Don't take it for granted. Don't take it for granted. Mình đọc nhanh. Don't take it for granted. Don't take it for granted. Granted. Cái câu này cái nghĩa là đừng coi đó là điều đương nhiên. Granted là đương nhiên, là hiển nhiên. Đừng coi đó là hiển nhiên. Don't take it for granted. Number 50. Don't worry about it. Don't worry about it. Don't worry about it. Mình đọc nhanh là don't worry about it. Don't worry about it. Câu này cái nghĩa là đừng lo lắng về điều đó. Đừng có lo lắng về vấn đề đó. Don't worry about it. Vậy là chúng ta đã kết thúc video ngày thứ 5, học 10 câu từ câu 41 đến câu 50 trong chuỗi tiếng Anh học 365 câu tiếng Anh theo phương pháp tiếng Anh cuồng nhiệt Crazy English. Các bạn vui lòng nhấn like hoặc click share để chia sẻ cho nhiều bạn bè khác cùng xem video. Đừng quên đăng ký kênh YouTube Duy Võ để tiếp tục đón xem nhiều video mới rất thường xuyên các bạn nha. Chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you so much and see you next time.